Hôm nay mình lên cho anh em kiểu tóc giả cua ở trẻ em nhé. Đây là trước khi cắt này. Rồi ok, bắt đầu. Kiểu tóc này thì sẽ cắt cữ nha các bạn nhé. Nắp cữ 1.5 và đi khung bằng tông đơ NT220. Con này NT220 đời đầu luôn. Vừa mới thay motor xong. Ở cái kiểu tóc này thì cắt rất là nhanh anh em nhé. Mình là Tường Ba Bờ, người sẽ thuyết minh ở đây. Còn người cắt là Phước Ba Bờ, cửa hàng Hàm Nghi. Đó. Đi khung 1.5 giữa đầu như thế này. Đây là một trong những cái cách cắt rất là nhanh luôn. Bây giờ thì sẽ tiến hành kê lược. Bo tròn luôn các bạn nhé. Đó, kê lược rất là nhanh. Những kiểu tóc trẻ em mà cắt giả cua như này thì chúng ta sẽ ưu tiên là cắt nhanh. Bởi vì các cháu thường thì sẽ không ngồi lâu được như người lớn. Thứ nhất là ngứa ngáy. Đó. Thì các bạn kê lược đều lên như thế này nhé. Lược ở đây thì lược bản to 2019 luôn. Có trong giỏ hàng, anh em nào cần thì bấm vào giỏ hàng. Đấy, tức là mình vừa kê mình vừa nhặt màu luôn. Được 1 phút 36 giây rồi. Đã gần như là xong rồi các bạn. Tóc này cháu để chắc cũng khoảng hơn tháng rồi nha các bạn. Khoảng 2 tháng ấy, dài lắm. Vừa cắt vừa bo luôn nha các bạn nhé. Chúng ta cắt là chúng ta có cái ý thức bo tròn luôn. Bởi vì form đầu này là form đầu tròn. Đó. Đấy. Vậy là xong rồi các bạn. Các bạn thấy nhanh không? Giờ chỉ cắt cái phần chân đi nữa, cạo nữa là xong. Rất là nhanh. Đây các bạn nhìn thẳng này. Đó. Bình thường cắt như thế này là xong rồi, lụm lúa. Kênh TikTok của mình đợt này cũng ít có thời gian để ra nhiều video. Thế nên mình sẽ ra những cái video hướng dẫn dài như thế này để cho anh em thợ cắt tóc xem luôn. Đợt nào mà mình có thời gian mình sang lớp học thì mình sẽ quay ở trên lớp học. Còn đợt nào không có thời gian thì mình sẽ quay ở cửa hàng, anh em thao tác cắt để hướng dẫn cho mọi người. Đây là cái kỹ thuật mà cắt ở khu vực bên trên nha các bạn nhé. Mình sang bên này quay cho anh em nhìn cho rõ. Khu vực cắt ở bên trên thì chúng ta cứ đi dọc lược như thế này. Đó, để chúng ta giảm cái độ dài ở trên top xuống. Đấy các bạn xem này. Cứ đi dọc lược đều đi. Đấy, phần này, phần mái thì chúng ta đi ngang. Phần mái đi ngang nha các bạn nhé. Các bạn chú ý cái thao tác ấy, nhất là những anh em mới. Video này thì chỉ dành cho những người mới vào nghề thôi. Còn một số anh em làm lâu năm rồi thì giỏi rồi, cũng không cần phải xem. Bởi vì đây là một trong những cái kỹ thuật quá cơ bản. Đấy, giả cua xuống mái anh em nhé. Đó. Đấy, vậy là gần như là xong rồi các bạn. Bây giờ cắt xong rồi là nữa là được. Đấy, vậy là xong cái khung các bạn thấy không? Đó, giờ chỉ cần là nữa là đẹp luôn. Đấy. 5 phút rồi. Đấy các bạn thấy không? Xong cái khung rồi, giờ bắt đầu là tròn lại nữa là được. Cắt giả cua rất là nhanh. Đấy.
Bây giờ con AK nhá, test con AK đẩy sát chân này. Đó, để trắng chân để liên kết vào cái cữ 1.5 luôn anh em nhá. Lúc ban đầu mình đi cữ 1.5 đúng không? Bây giờ mình mở lưỡi xuống một nửa và mình đẩy sát lên thì nó liên kết với cái cữ luôn. Đó, đây cũng là một trong cái cách cắt rất là nhanh. Ở trên đây lúc ban đầu là đi 1.5, bây giờ ở phần dưới này là mở một nửa lưỡi, đẩy lên thì nó sẽ liên kết với nhau luôn này. Đấy, sau khi mà đẩy lên xong là vào nữa là xong nhé. Dự kiến là kiểu tóc này 8 phút. Có thời gian thì lát nữa ở trên đây mình nhặt màu đi một chút là được. Hò bà. Vâng. Sướng sướng hơn tí đúng không? Rồi ok, vậy là xong phần xung quanh rồi. Giờ sẽ đến phần nhặt màu. Nếu mà để nhặt màu thì các bạn lại tiếp tục nắp 1.5 vào cho mình nhá. Con AK này hiện tại trong giỏ hàng cũng có, anh em có thể vào trong giỏ hàng để đặt mua, để ủng hộ anh em mình. Đó, nhặt màu này. Đấy, cái chỗ này nó đang đậm này. Dùng góc tung đơ đẩy phát là hết luôn. Rồi, hết rồi. Đó. Sau khi mà nhặt màu xong thì bây giờ tiến hành là nát nữa cái phần chán có bấm không? Bấm cho bạn đẹp đẹp. Ừ. Bấm xong là bây giờ bấm nét chán nhé. Con tông đơ 2299 này trong giỏ hàng của mình cũng có luôn, bấm rất là nét. Anh em vào trang cá nhân của mình rồi bấm vào giỏ hàng để ủng hộ mình nhé. Con này hình như là chỉ có chưa đến 300, hơn 200 thôi. Bấm rất là nét luôn. Bên mình thì cần chỉnh lưỡi hết rồi, về chỉ việc dùng thôi. Đó. Rất là nét. Đấy, anh em thấy không, bấm xong cái chán nó khác hẳn. Trước và sau khi cắt nhìn nó khác hẳn anh em nhé. Rồi ok, quá tuyệt vời luôn. Còn những cái chỗ đậm như thế này ấy, anh em có thể dùng kéo tỉa để nhặt này. Những cái khoảng màu góc chán này là lại một lần nữa anh em nhé. Đi lược là lại một lần nữa. Như thế này thì cũng xong được 80% rồi. Kinh. Long cắt gì? Long cắt 8 phút xong rồi. Khét thật. Đây hai anh em vào cùng nhau nhưng mà bạn này xong trước, cũng chỉ có 8 phút xong cái đầu. Đó. Rồi, ok rồi. Đây anh em nhá, đây là thành quả này. Đó. Đây là thành quả nha, nếu mà là lại một chút nữa thì mịn bóng tròn xoe. Đây là thành quả anh em nhá. Nếu như anh em thấy video này mà hữu ích thì để lại bình luận ở bên dưới. Hoặc là anh em yêu cầu làm những video gì tiếp theo thì anh em bình luận ở bên dưới anh em nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở clip tiếp theo. Bây giờ sẽ đến những cái phần là phần cạo nữa. Ok nhá, nhưng mà mình quay đến đây thôi để đăng cho nó dễ. Dài quá đăng nó sẽ lâu hơn. Xin chào và hẹn gặp lại anh em nhé. Mình là Tường Ba Bờ. Chào anh em.